Chiều ngày 13 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống bệnh dại năm 2022 và triển khai công tác phòng chống bệnh dại năm 2023. Tổng đàn chó trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện là 211.233 con, trên 114.926 hộ nuôi. Hình thức chăn nuôi chó chủ yếu là thả rông. Gia Lai hiện đang là địa phương có số ca tử vong trên người do bệnh dại đứng đầu của cả nước, với 5 ca tử vong những tháng đầu năm 2023. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó hiện mới chỉ đạt 5,84%. Đáng lưu ý, số ca tử vong trên người do bệnh dại 3 tháng đầu năm 2023 bằng số ca tử vong của cả năm 2022. Một trong những khó khăn trong công tác phòng chống bệnh dại hiện nay của tỉnh Gia Lai là địa bàn rộng, dân cư phân tán, lực lượng làm công tác thú y mỏng, nhiều xã phường, thị trấn không bố trí nhân viên thú y, nên công tác giám sát, triển khai phòng chống bệnh dại chưa thật sự sát với thực tiễn. Bên cạnh đó, người dân nuôi chó chủ yếu là thả rông, không dám mõm và không chú trọng đến công tác phòng bệnh cho đàn chó. Người dân còn chủ quan đối với bệnh dại, chỉ khi lên cơn dại mới đến các cơ sở y tế để điều trị. Theo quy định, ngành thú y quản lý công tác tiêm phòng dại cho đàn chó, còn chính quyền địa phương có trách nhiệm thành lập các tổ đội bắt và xử lý chó thả rông, đồng thời xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, ở Gia Lai, chưa có địa phương nào làm được việc này. Để tránh những vụ việc đau thương từ hành vi thả rông chó và nguy cơ bệnh dại lây lan, nhiều ý kiến tại hội nghị đã tập trung đề nghị chính quyền các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc nuôi chó, tiêm phòng định kỳ, tăng cường giám sát, kiểm tra để xử phạt các hành vi vi phạm trong nuôi chó một cách triệt để và nghiêm khắc.